Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58 gian phòng thanh nhã sạch sẽ gọn gàng từ phần phi kéo rèm cửa sổ xuống ghé qua khe rèm nhìn ra ngoài vị trí của tòa nhà bưu điện vô cùng tốt hướng đông nam bắc đều có mấy con đường tây giữa lưng vào khu thành cổ nhà dân san sát ngõ nhỏ trăng trịt thông các nơi rất nhiều năm trước cô sống ở đây cô đều nhìn lại nước bẩn lênh láng đã thải khắp nơi chẳng khác gì nhiều năm trước làm cô có chút nghi hoặc làm sao mình lại có thể sống nổi ở nơi như thế rất nhiều người khi thằng đạt đều theo bản năng che dâu đi quá khứ không được vẻ vang lắm của mình từ phượng phi cũng là một trong số đó cô từng đi xem đường đông phong nơi mình kiếm sống mười mấy năm trước ktv săn nhảy vừa truyền vào trung châu nơi ấy hưng thịnh một thời khi đó cô dẫn một đám em út đưa đón khách kiếm tiền giờ cành con người mất đã quy hoạch thành trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng. Cũng đi tham qua nhà máy kẹo mình từng làm việc mấy năm, đã san bằng xây khu dân cư, đi xem cả nhà cũ, nhà vẫn còn có điều bị viết chữ dài tòa đất to trên đó. Từ Phương Phi không tiếp tục tìm nữa, trong ký ức chỉ có một bóng dáng say khướt chưa từng có tình thân níu kéo. Nơi này không tệ. Từ Phương Phi ngồi xuống, nước đã sôi, rót một cốc nước đặt lên bàn tháp, bút tay Cảm thấy đàm đáp Cầm lên xem kỹ Suy nghĩ đầu tiên là Già đôi Dù có dùng bao nhiêu mỹ phẩm Cũng không che giấu được vết tích tháng năm Làn da từng căng mọng Giờ đã thấy nhão ra Sờ mặt Dù có bôi kem dưỡng da Cũng chẳng quay về Thời dung nhan được đỡ Hai tay nâng ngực Đó là vô liếng Đối phó với nam nhân Đã có dấu hiệu chảy xệ Già rồi Thực sự là già đôi Năm xưa cùng đoan bộc dưới bình Rời khỏi nơi này Đã gần 15 năm mười năm thay đổi rất nhiều thứ chỉ không thay đổi bản thân vẫn chỉ có một mình mỗi lần nhìn dung mạo đang già đi lại nhớ tới nam nhân khiến cô vừa yêu vừa hận lại không thể rời khỏi ấy mỗi lần nhớ tới luôn kết thúc bằng tiếng thở dài hai người quen nhau ở chốn ăn chơi đó là chuyện ăn bánh trả tiền kéo dài mười mấy năm như vậy cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy từ phận phi luôn nghĩ mình thiếu cái gì chứ có lẽ là thứ mình luôn cho rằng không đáng tiền nhất là tình yêu tình thân tình gia đình Cô chẳng biết Cô cứ một mực tiến tới Khỏa lập trông vắng trong lòng Nghĩ ngợi một hồi thì nước đã nguội Từ phượng phi xua đi suy nghĩ vớ vẩn Hiện không phải lúc Lần này trở về không giống chuyện làm ăn trước kia Cô cầm công đức lên nhấp một ngụm bình tâm lại Thì nghe thấy tiếng chuông cửa Từ phượng phi đi đam mở cửa Nhìn thấy cô gái giữa cửa cười Cô tránh sang bên cho khách vào nhà Cô gái đó cao đáo, gợi cảm, dung nhan xinh đẹp, làm Từ Phượng Phi như nhìn thấy mình nhiều năm trước. Hai người chia nhau ngồi xuống, Tăng Nhã mang ra cái hộp giấy. "Chị Tư, có người tặng đồ, chỉ có người quen ở Trung Châu à?" "Trung Châu là nơi quen thuộc nhất của chị, người đó có nói gì không?" Từ Phượng Phi không xem cũng biết là cái gì. Tăng Nhã ngồi ở mép giường, bật chéo chân, một tay chống cằm, không nói gì cả Đưa cho em đổ đi luôn Có vẻ là người bản địa Đó là người của ông chủ Làm công giống chỉ với em thôi Chuyện của ông chủ đừng hỏi nhiều Thật á Ai mà chỉ huy được người như chị Em không tin Có gì mà không tin Chị nói với em là chị giống em Xuất tân từ hộp đêm thì em tin không À phải Khi đó gọi là sàn nhảy Chứ chưa, chưa có cách gọi hộp đêm Có điều tính chất giống nhau Đều là mùi vui cho nam nhân thôi Thứ chị em mình giỏi nhất đó từ phương phi mỉm cười Tăng nhã sừng sốt Hai người mặc dù quen biết chưa lâu Nhưng cực kỳ tâm đầu ý hợp Cô luôn đóng vai trò trợ thủ của từ phượng phi Lần này biết số thân của bà chủ Cảm giác khó nói lên lời Từ phượng phi lại rất thản nhiên Chị chưa từng hỏi qua quá khứ của em Nhưng chị nghĩ chắc không phải là câu chuyện ấm áp hạnh phúc Bất kể vì lý do gì Vì tiền, vì gia đình hay vì một tên mặt trắng Đều có thể lý giải có điều nếu em sao đọa mà không có ai để ý Không có ai nhớ nhung thì thật đáng buồn Tăng Nhã nghe lời ấy cứ ngẩn ra Hình như không biết có tính không Một khuôn mặt chẳng xuất sắc Một lần bất ngờ tương phùng Nhất thời xúc động trải qua tình một đêm Lại lần nữa trung phùng ngắn ngủi Nếu có một người thực sự quan tâm tới mình Đó có lẽ là anh ấy Đồng thời lại lắc đầu Không nên như thế Cô gái như mình làm gì có tương lai Anh ấy tốt nhất nên quên mình đi Em đang nhớ tới một người Từ Phượng Phi là nữ nhân thông minh từng trải Một toán nhu tình hiện trên mặt tăng nhã không giấu được cô Cùng là nữ nhân đoán ngay Không phải giấu Đâu phải chuyện gì xấu hổ Nam nhân không thể thiếu nữ nhân Nữ nhân cũng thế thôi Có người vương vấn là tốt Không như chỉ Chẳng vướng bận gì Phải rồi Hôm nay em bỏ ba vạn ra mua về hai gam trà Không có gì chứ Không ạ à. Tăng nhã đạp đất vô tội Ý bỏ nhiều tiền như thế mua về Em lại mua 2 gam với giá ba vạn Hơi lỗ đấy Từ Phượng Phi nghi vấn Chị Tư chị không biết bản lĩnh của em sao Đừng nói 2 gam Em mà chịu bỏ công sức Y còn cho em hết đấy chứ Ha ha Tăng nhã cửa che giấu Điều này thì chị tin Năm nhân có thể cứng lại em không nhiều Nếu không chị đã chẳng nhìn chúng em Được rồi chị phải đi làm vài việc Em nghỉ ngơi đi Cố gắng đừng chạy lung tung Đừng tiếp xúc với người lạ mà chúng ta không xuất hiện đấu giá ngày kia sẽ tham gia xong việc rồi về chị đã nước ngoài chuyện ở trung châu giao hết cho em từ Phương phi cầm thứ Tăng nhã mang về cho vào túi sách vừa đi vừa dặn dò Tăng nhã vương giả tiến đã tận thang máy đợi người đi đổi mới thở vào tay ôm ngực cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường mấy tháng trước khi tăng nhã ở hộp đêm phương nam săn mồi thì gặp người chị say khướt này sau khi quen biết mới phát hiện người chị đất kín tiếng này từng bay qua bay lại trong ngoài nước Chỉ tiêu rất lớn mà không thấy có công việc chính đáng nào tăng nhã mơ hồ nhận ra đây là cao nhân trong nghề nói thật khi đó nhận lời tới công ty giúp đỡ là muốn học trộm vài chiêu thực sự là cô học được không ít càng học càng thấy so với chị từ việc mình làm trước kia chỉ là trò trẻ con càng học càng kính phục không ngờ hai người xuất thân tương đồng làm cảm giác rất phức tạp nếu mình đạt tới tầm như chị ấy còn lo không có nam nhân sao đột nhiên một suy nghĩ như vậy nổi lên trong lòng tăng nhã cười tự trao đóng cửa lại một cái vùng chân đá bay dày cao gót lục lọi di động trong ví tìm tòi trong đám ông chủ vương ông chủ tân ông chủ trương cuối cùng tìm được một số điện thoại là diệp soái cầm điện thoại trong tay do dự rất lâu cứ khi muốn bấm xuống cảm giác ngón tay cứng đờ đốt cuộc cô không gọi được ném điện thoại sang bên nằm ngửa trên giường không hiểu vì sao lại không gọi bóng đêm bao phủ trung châu rất đáng xem đường sắt chạy xuyên qua thành phố như đường kẻ chính xác chia trung châu làm hai phần đông tây từ phượng phi ngồi xe taxi dạo chơi khắp nơi chẳng còn tìm được cảm giác quen thuộc nữa canh sụp nóng ở đường thuận hà bánh kẹp thịt ở đường vĩ ngũ món mì trộn ở quảng trường mùng 7 tháng 2 những món ăn vật ký ức rõ ràng nhất đều không thấy đâu nữa tùy ý hỏi tới mì sợi to đại vương còn không nghe tài xế nói nhà đó vẫn còn đột nhiên vui sướng tự hồ tìm thấy người thân mất tích lâu ngày xe đi tới đường sân bay dừng lại ngay đầu đường cao tốc trả tiền xe rút điện thoại đứng đợi ở đầu đường rất lâu mới có chiếc xe thương vụ dính bổn đi tới nhìn biển số xe từ phượng phi vẫy vẫy tay xe đỗ lên bên cạnh mở cửa đi lên tiếp tục đi về phía trước từ phượng phi ngồi cạnh vị khách duy nhất lái xe là vệ sĩ đất chuyên nghiệp không quay đầu lại người ngồi bên cạnh dưới ánh đèn mông lung nhìn không đo bóng người có điều bóng người đó đã quá quen thuộc người kia nhận lấy thứ trong tay từ phượng phi mần mê không nói gì cả cô lấy làm lạ bình đi đâu đây mang bắc người kia nhả hai chữ không lớn không nhỏ mộ a à? từ phượng phi ngạc nhiên ừ từ đó làm cái gì thăm lão già Giọng người kia không nóng không lạnh Nói tới đó là từ Phượng Phi biết ai rồi Người đó cô có ấn tượng Lúc đời Trung Châu từng thấy anh em họ rất cung kính với lão già Nó đã tất cả mọi thứ có được hôm nay Chính là do lão già ban cho Là lão già thành tựu cho hắn Nhưng hắn lại hủy lão già Đó là tâm bệnh nhiều năm của đoan mộc dưới bình Thậm chí từ Phượng Phi tới 4 năm trước Đoan mộc dưới bình đột nhiên dừng tay Di cư hải ngoại liên quan tới người đó Hả sao từ phượng phi khẽ hỏi nhìn thấy đoan mộc dưới bình mân mê thư kia chính là la bàn ngà voi đấu giá được từ phượng phi nâng la bàn lên quả nhiên là phía sau có phần lạc khoản đang phát sáng quả không thể là di vật của tông sư lâu đời nhưng cô không để ý chỉ có tin tức lão già đã chết làm cô yên tâm mối lo mấy chục năm đã có thể bỏ xuống rồi à phải người bên cạnh em có đáng tin không Đoàn Mộc Dưới Bình hỏi Cô gái em mang theo đó Anh thấy em thân thiết quá rồi đấy Có đó lai lịch người ta không? Xuất thân hộp đêm Anh thực sự hy vọng có thể làm đó lai lịch à Có điều cô bé đó rất thông minh linh hoạt Còn trẻ nhưng dựa vào cách ứng xử Thì xem ra cũng trải qua nhiều chuyện rồi Khi em gặp cô ấy Cô ấy đang câu cho mấy kẻ có tiền xoay vòng vòng Vì sao em dẫn theo làm ăn Rất thuận tay Dễ hơn bồi dưỡng người mới nhiều từ đầu tới cuối cả hai người bọn họ đều không nhắc tới tên tăng nhã đó là cách nói chuyện của từ phượng phi và đoan mộc dưới bình vì Bì đại đa số cái đó là giả à thì ra là đồng nghiệp vậy đỡ tốn công đoan mộc dưới bình chỉ hơi hợt bình luận một câu như thế không hỏi nhiều nữa hắn tin tưởng từ phượng phi ở mức độ nhất định chuyển chủ đề em xác nhận chuyện trà cao thế nào Tiểu nhã mua được hai gam từ người đấu giá kia Em tìm trà thương giám định rồi Đó là một danh nhân trong nghề Ông ấy đã khẳng định không giả được Từ phượng phi thuật lại quá trình tìm người giám định ra sao Còn người đem đấu giá ba di vật của thầy cha Có tình huống chi tiết không Đoàn mộc sư bình tiếp tục hỏi Từng chi tiết cần về xác nhận kỹ càng Hắn biết người mình đối đầu lợi hại tới mức nào Năm xưa tuy đưa được lão già đó vào tù Nhưng bị hắn ra tay bất ngờ phù hợp nhiều nhân tố khác nhau mới thành công nếu đối đầu thực sự phần thắng của hắn có lẽ chưa tới 5 phần nhiều năm qua hắn vẫn luôn luôn thông qua người phía dưới giám sát trung châu bốn năm trước khi biết lão già đó đã tù hắn không chút chậm chế bay sang singapore kiếm một thân phận mới gần đây hắn được tin lão già đó đã chết hắn vẫn không dám có bất kỳ hành động nào cho tới khi hắn nghe được thư hắn khao khát bao năm bị đem ra ban đấu giá mới không thể không hành động nhưng hắn vẫn phải tính tới khả năng Đây là cái bẫy do lão già đó răng ra Thậm chí đánh giá đây là khả năng rất cao Từ phương phi lấy ra một chiếc USB đưa tới Đang tra đây là ảnh chụp Em mua chuộc một bảo an giám sát hãng đấu giá Hắn cung cấp hình ảnh giám sát Em theo dõi vài ngày Hắn không phải may phục nhắm vào chúng ta Đoàn mộc dưới bình không xem ngay Vẫn nằm chiều Cũng chưa chắc Anh không lo cảnh sát tra tới đây Anh không có án ở Trung Châu Bọn họ không thể cha, Vụ ăn cũ thì mấy năm rồi Cũng không sợ họ tra tới đây Anh lo là lo thầy cha Ông ta mà tin kế ai Căn bản không đề phòng được Chiêu số của anh đều học từ ông ta Anh sợ ông ta đến khi chết cũng không tha cho anh Từ Phượng Phi không hiểu Vậy vì sao anh còn về Anh Diệu Thiên thực sự quan trọng đến thế à Trên mặt đoan mộc dưới bình Để lộ cảm xúc hiếm có Đương nhiên rồi Phái giang tướng truyền thừa mấy trăm năm thế nào cũng có điểm độc nhất định trưởng môn mỗi đời đều nắm giữ anh diệu thiên cuối cùng đều có thể an toàn rút lui trong đó có bí mật tương truyền đốt cuộc đó là cái gì bao năm qua anh nghĩ không thông anh nghĩ ông ta sẽ không đưa bí mật này xung quanh tải đâu dù chết rồi ông ta cũng để lại truyền nhân không hạ được anh ông ta sẽ chết không nhắm mắt giống như anh không có được bí mật này anh không cam lòng từ Phượng Phi đã quen với cách nói chuyện không có tí sắc thái tình cảm nào của Đoan Bộc Dưới Bình. Nhiều năm trước, hai người ôm tiền của đồng bọn bò chảy. cô đã tán thưởng sự bình tĩnh của Đoan Bộc Dưới Bình. Cô điều lúc này nghe từ cái chết không cam lòng của thầy cha, cô không đành lòng. Quay đầu nhìn lại, thấy Đoan Bộc Dưới Bình làm quá rồi. Không lâu sau, xe tới nghĩa trang Bắc Mang. Đoan Bộc Dưới Bình cùng một con đệ ở Trung Châu tìm ra thông tin không có. Bọn nọ gặp quản lý đút cho ít tiền Lê cớ người từ xa tới thăm người thân Viên quản lý không nghĩ nhiều dẫn họ đi Từ xa chỉ chỉ Tự hồ có chút kỵ quý không chịu theo Hai người một trước một sau Tay cầm bó hoa đi trong đêm tối rất lâu Mới đến bia mộ 748 Trên bia khắc chữ Tiên sư Ngô Thanh Chỉ chi mộ Đoàn mộc dưới bình Không nhìn bia mộ mà xem xung quanh Thậm chí còn cầm la bàn như tầm long sư trầm ngâm rất lâu ngẩng đầu lên nói từng chữ mẹ nó bị lừa rồi không phải là mộ thầy cha giả dạ, anh nhìn một cái là ra từ phượng phi ngạc nhiên Đương nhiên là giả dạ, nơi này khuất bóng theo thuật tầm long ứng ở long nhĩ ngũ hành khuyết vị dấu hiệu đại hung thầy cha dù có hộ đồ cũng không chọn nơi này cho cốt bên trong nhất định không phải của ông ta đoàn bộc suy bình khẳng định chắc nịch mắt nhìn quanh như lo sợ có ai đó theo dõi nhớ thầy cha chết bất ngờ Hồng nhân không hiểu thật phong thủy thì sao Từ phượng phi nghĩ tới một khả năng Tuyệt đối không thể nào Mấy sư huynh đệ của anh đều có hiểu biết nhất định về phong thủy Ngô ẩm hữu càng được chân truyền bản lĩnh của thầy cha Họ không thể phạm phải sai lầm này Đoàn mộc dưới bình lắc đầu Từ bộ chạy lên trên bậc thang Bình Liệu có thể do ông ấy tuổi già nghèo khó Người ta ăn táng bừa cho xong không Dù sao ông ấy ở tù mười mấy năm khi đang ngoài thì cảnh con người mất cũng là rất bình thường Nó không chừng đám sư huynh đệ của anh tan đàn xẻ ngẽ Sau khi ông ấy chết lấy đồ của ông ấy đổi tiền Nếu đại đệ tử đâm sâu lưng sư phụ rồi Từ Phượng Phi không đánh giá cao những người còn lại Cũng có khả năng ấy Đoàn Mộc Duy Bình bình tĩnh lại nghĩ một chút Lấy bật lửa bật lên soi thật kỹ bia mộ Phần lạc khoản dưới đáy có dòng chữ Đệ tử Diệp soái một cái tên chưa bao giờ nghe qua ánh lửa chiếu thoáng qua mặt người mày đậm mắt to bình thường tới không thể bình thường hơn nhưng cực kỳ hồ nghi lầm bẩm kỳ quái diệp soái là ai ai thế gì cháu là diệp soái diệp soái cháu tìm gì vương làm gì hả Trước khu tập thể giáo viên đại học trung châu trong loa cửa truyền ra tiếng cười khanh khách của vương Tuyết na mật mặt rồi âm thanh truyền qua loa cửa hơi biến đổi diệp xoáy nghe nhầm thành giọng mẹ vương Tuyết na hét lên đừng chêu anh anh tìm ông nội em dám định trà không mở cửa thì anh đi đây cửa cạch một cái mở ra diệp xoáy mỉm cười chỉnh lại cổ áo thong thả lên tầng 3. mặc dù khu tập thể giáo viên của đại học trung châu xây dựng cách đây hơn 10 năm rồi nhưng dù gì cũng là trường đại học cấp tỉnh chẳng những không có dấu hiệu xuống cấp cầu thang tới hành lang đều không chật hẹp tối tăm như những căn hộ xây cùng thời bảo trì rất tốt ngoài hành lang có nhiều dấu vết cuộc sống bếp than sắc thuốc trồi quét sân cảm giác tốt hơn hẳn mấy chung cư hiện đại Dịp soái lên tới tầng 3, nhà thầy vương ở căn nhà cuối hành lang cửa phòng trộm mở ra xuất hiện cái đầu nhỏ của vương tuyết na nhìn chăm chăm y vênh mặt tránh qua bên không tìm em à thầy vương bác gái Cha mẹ Vương Tuyết Na đi ra, ấn tượng của họ với vị bỏ 300 vạn đa đấu giá trà cao là rất sâu, hơn nữa cũng biết là người phía dưới lâm bằng phi nên khai khí vài phần. Vừa ngồi xuống, chưa uống được ngụm nước, Diệp Soái đã nói ngay, không để vợ chồng thầy Vương chuẩn bị đồ tiếp khách. Thầy Vương, không phiền hà đâu à, em nghe Tuyết Na nói ông cụ đất am hiểu trà đạo, nên bè chim miếng trà cao kia xuống một mẫu, một là thầy là thầy em, còn là thân thích của Tổng Giáo Đốc Lâm em phải sớm tới thăm mỏi mới đúng hay là em cũng muốn mượn kim khẩu ông cụ đánh giá thật giả Thiên này vinh hạnh quá rồi thầy vương cười ngoác miệng vơ bị từ chối bà vương thì cứ nói thằng bé này khách khi quá diệp xoay lấy trà cao trong túi bài đa thầy vương tặc lưỡi luôn mồm hứng thú lắm xem một lúc gọi điện thoại rồi dẫn diệp xoay xuống lầu thế ra là ông cụ sống trong cùng tòa nhà bà vương không theo vương tuyết na tò mò chạy theo đến tầng hai người trong nhà sớm biết mục đích của diệp soái vào trong trò chuyện một lúc thì nước sôi diệp xoáy có báu vật mà không biết làm gì vẫn là ông già có kiến thức cẩn thận cho trà cao vào ba sứ cẩn thận gắp ít bụi nhỏ lần lượt cho vào bốn cốc bụi trà chạm nước là tan thoáng cái biến thành màu đỏ sẫm đỏ muốn phát sáng hương thơm ngát tỏa khắp phòng đúng là đồ tốt cha cha nếm thử đi thầy vương mời cha trước Diệp Soái nhìn Vương Tuyết Na trong khách khí gì, cầm chén lên thưởng thức, mặt ngây ngất hò nhỏ. Có thật không? Biết ngay anh là tên ngốc không biết hàng. Vương Tuyết Na mắng Diệp Soái, lời vừa ra khỏi miệng biết sai rồi, lại lưỡi một cái. Tuyết Na, sao nói chuyện với khách như thế? Đó còn là học trưởng của con đấy. Quả nhiên thầy Vương không vui, quay sang trách, đôi hỏi. Tiểu Diệp, em không biết thật giả sao còn đấu giá? Em có người bạn muốn có nó Em chỉ đấu giáo hộ thôi Thực sự không hiểu thứ này Nếu mới tìm tới nhà thầy kiểm tra Nếu là giả mai em đi tìm hãng đấu giá Diệp doanh cầm chén lên nhấp một ngụm Cũng thơm, cũng ngọt Tóm lại là giống trà Có gì đặc thù đâu Biếu môi nói Chẳng qua là lá trà nấu thành Giống như dược hoàn trong trung dược thôi mà Phi một cái Vương Tuyệt Nà cười không kìm nén được Thầy Vương lầm con cái một cái mới nói Vật hiếm thì quý mà Công nghệ nấu trà cao cũ phức tạp vốn đã thất truyền Đặc tính của trà phổ nhị là càng lâu càng thơm Còn có thể dùng như thuốc Chữa đầy bụng tiêu hóa không tốt Thì hư vị hàn đều trị tốt Thứ này của em quý quá Thầy không dám nhận Chỗ này trị giá vài vạn Diệp soái biết là họ thế nào cũng sợ Nếu mới không đém ra cả cục Xua tay Thầy Vương thầy nói thế ra lạ quá Em tặng ông cụ Thứ này trong tay em không phải phí à Biết thật giả là được rồi Cảm ơn thầy em xin phép ạ Nói rồi đứng dậy Lúc này đều ý băn khoăn nhất chính là Ông già điếc kia uống hăng lắm Nhắm mắt lại nên hư hư Thầy Vương không giữ Vừa nói chuyện với cha Vừa sai con gái tiện khách Trà cao là hàng thật Nếu là hàng thật Lại khiến Diệp Doái nghi ngờ Trà cao thật Vậy thì túi trà khó mà giả được Nếu đều là hàng thật Lao già ngồi đợi nó no lên giá thôi bởi cái trò đầy giá này ý nghĩa gì Lỗ lớn rồi Tiêu 500 vạn Đứng tiền trả hàng đấu giá 20 vạn Mình bè đi một miếng nữa Lão già lỗ lớn mà không đánh phát tắm nào Không bình thường Cực kỳ không bình thường mới đúng Nhất định là có vấn đề rồi Lão già đó đang làm trò gì đây Diệp xoái đứng lại suy nghĩ Mình vốn định đấu giá thật cao cho lão già lỗ chết tôi Hơn nữa cũng làm rồi Tiền tiêu gần hết Còn lại một món chưa đấu giá được thôi vậy mà lão già chẳng thấy phản ứng gì kỳ lạ thôi mặc kệ lão ta mà dám cấp tiền nữa thì mình dám đốt ông ta muốn cài bẫy người ta mình chơi ông ta trước diệp soái định đi tiếp Ờ tới góc tường bao giờ thế bên cạnh có bóng người đen xì xì y hết hồn quay sang thì ta là vương tiết na tiểu học muội đứng cách mấy mét như phòng bị gì đó vừa mới thở vào liền bật cười này sợ anh à em sợ gì anh hư Vương Tuyết Na đi tới ngay lập tức Vậy sao trông như ai đó làm chuyện xấu nên trột dạ thế Đó đàng bản thân nghĩ lung tung suýt đâm vào tường Diệp Soái còn trơ mặt cắn người ta trước Em mà trột dạ Em có gì mà phải trột dạ chứ Vương Tuyết Na biết Diệp Soái đang nói chuyện gì Cắn môi cười chuẩn bị quyết nợ Diệp Soái nghiêm mặt Thầy Vương thường dạy chúng ta Làm người phải thành thật thẳng thắn Vậy mà con thầy ấy lại chẳng thành thật Ai không thành thật Em đấy Chơi là phải nhận Món nợ này chúng ta tính thế nào đây Được nhưng mà không nói là không cho đá Hôm nay em đồng ý làm bạn gái anh Hết hôm nay bạn cô nương chính thức tuyên bố đá anh Hi hi Anh không có hy vọng đâu Chấp nhận số bệnh đi Vương Tuyết Na ngẩng cao đầu Chọc tay sau lưng Làm bộ dạng gian kế đã thành của mấy phản diện trong phim Diệp Soái thở ngắn than dài Tới tiểu học muội cũng học trò xấu rồi Quả nhiên xã hội này chẳng dạy được người ta cái gì tốt đẹp Từ khi sắp tới xe rồi Mới quay sang làm làm bộ đáng thương Bây giờ vẫn là hôm nay Mai anh bị đá rồi Thật tội nghiệp Chúng ta làm đủ hôn tạm biệt nhé Đừng mơ lần trước anh đã dự chi rồi Vương Tuyết Na khoanh tay trước ngực phòng bị Diệp xoay ngỡ ra Dự chi bao giờ Vương Tuyết Na giờ nằm đâm lên dư dư Thì lần đó ở siêu thị anh bắt nạt người ta còn chưa tính sổ với anh À lần đó à Anh quên cảm giác thế nào rồi Thế anh thử lại Diệp soái đang thao thao bất tuyệt Đột nhiên khựng người Thầy Vương sao thầy lại ra đây Vương Đức Nà lồi ngay ra sau Hư một tiếng nhe đăng Muốn lừa em à đừng mơ Hả Bị em nhìn ra sao ha hà, hà hà em thông minh thật đấy Diệp Soái bị phá gian mưu không xấu hổ còn nghiêm sắc mặt. Em nghĩ chụp kỹ đi, hôm nay mà không hôn tạm biệt, mai anh làm cái băng đôn thật to viết, Vương Tuyết Na anh yêu em, sau đó cắm lên nóc xe đi quanh đại học Trung Châu, không cho em cơ hội đá anh. Anh dám mà? Vương Tuyết Na lên giọng. Sợ gì mà không dám? Diệp Soái gằn giọng. Vương Tuyết Na bị bộ dạng của y làm bất an không ít. Anh, anh dám thật á Đương nhiên mà anh dài thật đấy Được rồi thỏa mãn nhu cầu của anh Nhắm mắt lại không cho nhìn trộm Diệp Soái lập tức thanh thật nhắm mắt Đưa mặt ra Bằng tuyệt nà lén lút giơ tay lên chụm hai ngón tay lại Định bôi ít nước bọt giả mạo nụ hôn Cô cô nén cười Lại cảnh cáo một câu không được nhìn trộm Liếm ngón tay một cái ấn lên má Diệp Soái Theo suy nghĩ của cô Chắc chắn giống nụ hôn ướt át Ai ngờ Diệp Soái có phòng bị ngón tay vừa chạm bà má liền bị y bắt lấy vương tuyết na cười khanh khách rút tay lại định bỏ trốn bị diệp xoáy kéo ngay vào lòng tiểu học muội rúm đó lại hai mắt đầy sợ hãi vốn diệp xoáy chỉ định trêu chọc một chút thôi nhưng bộ rằng thỏ con sợ hãi đó khơi lên tâm lý tà ác của nam nhân nhằm đôi môi nhỏ hôn một cái thân thể vương tuyết na thoáng run một cái rồi cứng đơ khuôn mặt mịn màng trắng trèo làn ra tựa như mỡ đông nhưng lại căng mịn nhất là cánh môi nó đầu hồng nhuận căng mỏng từ cánh hoa đào diệp xoáy như chưa đã thèm trông tới hôm thêm một cái thật dài ư ư ư vương tuyết na hoan hồn đôi bắt đầu vùng vẫy đấm đá diệp xoáy căng kích thích ghi chặt cô trong lòng đã sức dày vò cánh môi mỏng kia có điều nụ hôn này đợt miễn cưỡng vương tuyết na cắn chặt đang kháng cự hai tay vện vai diệp xoáy vừa đánh vừa đẩy diệp xoáy luồn tay sau lưng vương tuyết na đột nhiên lưng lạnh, lạnh Cô kinh ngãi vòng tay sông lưng che chắn Lần này không còn gì cản trở nữa Thân thể nhỏ nhắn bị ôm gọn trong lòng y Hơn nữa vừa mở miệng hét Chỉ thấy có thứ nóng nóng xâm lược miệng mình Ư ừ, Tiểu học muội vùng vẫy ngày càng yếu Từ kháng cử thanh dần dần tha lòng đôi Dịp xoái bắt lấy cái lưỡi long ngóng của Vương Tiết Na Quấn lấy bỏ trốn chi đuổi Từ chạm nhẹ liền chạy Thanh dân dần biết hôn trả Ôm ấp hũn hít vuốt ve Diệp Soái cảm giác được toàn thân tiểu học muội mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, hai cái lưỡi quyện vào nhau thành độ hôn dài bất tận, hai thân thể dán chặt. Rồi Diệp Soái dần cầm thụ đó, chưng ngực cô thứ thật êm, thật mềm, tay ghi đầu cô dần đi xuống, cổ vai dừng lại ở vai, xoa mấy cái rồi từ từ lần xuống chúng mềm mại mới cảm nhận được. Lén lút cởi cúc cổ áo luôn bao chạm được vào vùng trên của vòng ngực và áo ngực của Vương Tuyết Na, thế rồi, á, lưỡi bị cắn đôi, hai người tách ra phi 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 vương thịt na chỉnh lại áo vừa nhổ nước bọt phi phi không ngờ vừa đổi nhất thời thất thần bị lợi dụng chân tay đấm đá liên hồi thẹn thùng hét lên đáng ghét đáng ghét đáng ghét đừng hét đừng hét diệp xoáy nắm lấy hai nắm đấm nhỏ em tiếp tục đi vốn không ai biết em tiếp tục mọi người sẽ biết hết đấy câu này có tác dụng ngay bưng tuyết nà sợ tình người chỗ này dưới khu tập thể giáo viên qua lại toàn người quen nếu mà thấy thì xấu hổ lắm sợ hãi nhìn quanh như trộm thôi chết kia có phải cha em không cha em thấy đồ kia diệp xoái giật mình chỉ tay hả Bướng tuyết nà giật bắn mình quay đầu không ngờ chẳng thấy gì cả để quay lại thì ngơ mặt chỉ biết nói dối đã đợi sẵn chút một cái thế là trò cũ lặp lại diệp xoái ôm lấy cô tiếp tục hôn Nụ hôn này còn dài hơn lần trước Chẳng biết qua bao lâu Diệp Soái mới tách ra Bừng tuyết Na bốn đang si mê nhìn y Đôi mắt long lanh mọng nước Khi cánh môi kia rời đi Cảm giác mỹ diệu kết thúc Cô mới như sực tình khỏi một giấc mộng dài A lên một tiếng Thẹn thùng kéo cổ áo lên Cảm giác hành đôn bố nhỏ xanh cứng tương tức Hiển nhiên trong lúc thần hồn điên đảo Được Diệp Soái chăm sóc nhiệt tình đôi Bừng tuyết Na nà, lần này Hết cả dũng khí đánh Diệp Soái đôi cô biết còn ở lại đây chịu thiệt là mình đá một cái chút giận rồi chạy luôn không thèm để ý tới anh nữa này mai có đi xem đấu giá không anh tới đón diệp xoáy ở phía sau gọi không đi vương tiệt nào bỏ lại một câu có vẻ tức giận lắm ở dưới lầu diệp xoáy nhìn theo tiểu học muội vừa thẹn vừa giận chạy mất nụ cười toét trên miệng đây là điều y muốn làm lâu rồi vương tiệt nào thực sự là chưa hiểu chuyện tình yêu muốn ôm được cô chẳng dễ dàng gì ý làm được đôi nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu nụ cười héo dần rồi đứng gây ra đó thất thần đời đi có chút hối hận diệp soái biết hết bị chuyện tình cảm với lôi hân lôi đà kích lại thêm cuộc gặp ngắn ngủi với tang nhã làm y gần như sao đỏa gần như buông thả tình cảm nhưng đáng lẽ không nên làm thế với tiểu học muội mới đúng lòng vừa hối hận vừa chán nản lên xe rút điện thoại ra lão quái, đi nhậu với tao đi đợi xe của diệp soái đi rồi trong đống xe đổ dưới khu tập thể giáo viên một cái xe van sáng đèn đuổi theo ở trong xe người ngồi ghế phụ lái báo cáo vị trí về trung tâm chỉ huy cảm thán người anh em này sung thoải mái quá chúng ta theo dõi suốt một ngày không thấy y làm việc gì đàng hoàng chỉ ăn cơm tiêu tiền đồ tan gái vì còn lại rất đông cảm lái xe được 7 km thì diệp xoáy gặp một chiếc xe mazda có điều chẳng phải người liên quan tới vụ án Hai người đó đi vào quán ăn Căn bản chẳng phải theo dõi Người ta ngồi ngay bên cửa sổ Phục vụ viên mang tới mười mấy chai bia đặt trên bàn Hai tên đó chẳng cần cốc Mở chai cùng với nhau rồi uống Rồi hết tân gái lại kiếm anh em đi nhậu Sống thế này đúng là làm người ta ghen tị đến phát cuồng rồi Ngày hôm sau đấu giá Mương tuyết nào quả nhiên là không tới Nhưng nhà thầy vương vẫn đến Qua chuyện hôm trước Quan định hai bên đó rằng thân thiết hơn rất nhiều Diệp Soái không cần khách khi nữa, ngồi cùng chỗ với nhà thầy Vương, vòng vèo một lúc cũng hỏi ra được, thì đa là nhân lúc cuối tuần không có giờ học, Vương Tuyết Na đi chơi cùng ông nội, hôm nay phải đi học rồi. Diệp Soái lúc ấy mới vỡ lẽ, đã đâu hôm nay là thứ hai, y giống chẳng biết tới ngày tháng gì cả, đầu tuần cuối tuần cũng không có. Thế là cả buổi sáng ngồi cùng nhà thầy Vương, ông ta hứng thú với cuốn Hồng Lâu Mộng thời dân quốc, hai vợ chồng dơ biển mấy lần, cuối cùng mua được với giá 9 vạn đồng thực sự không thể so với vụ đấu giá của y hôm qua lại không có tiểu học buổi diệp soái mất hứng đấu giá được nửa chừng thì ra vừa có điện thoại chuồn luôn y chuồn không sao nhưng một đám thực địa bận xoay vòng vòng lại bám theo một ngày căn cứ báo cáo thì hành trình của diệp Xoái là buổi trưa ở quán đồ nướng cùng tên béo lái xe mazda hôm qua ăn uống hai tiếng buổi chiều lần lượt tới ba nhà máy quang hoa cửu châu cổ phong hoàng hôn về thức khu phong cảnh đi lang thang một vòng bộp đầu người này đá đít người kia sau đó cùng một đám người đi ăn uống tới quán sông hơi trong cái ngõ nhỏ chẳng phải nơi cao cấp gì cả đêm không thấy y ra ngày thứ hai ngồi canh cả đêm mới thấy tên đó rụi mắt ngập ngắn ngắp dài xuất hiện sống thế này khi đám người theo dõi vừa khao khát vừa phát cuồng ma chỉ bất ngờ là theo dõi mấy ngày rồi không có bất kỳ điểm gì nghi vấn bao gồm cả diệp soái lẫn đám lưu manh xung quanh tuổi tác không ai khớp không có manh mối, đánh bám theo tiếp. 8 giờ sáng, Diệp Xoái bị điện thoại của Thịnh Thầu San đánh thức. Nói là gửi tiền bao thẻ rồi, muốn Diệp Xoái đi đâu ra món cuối cùng. Món nào? Tất nhiên là anh rượu Thiên rồi. Diệp Xoái suốt dọc đường ngọc ngắn ngáp dài, lái xe từ chi nhánh ngân hàng kiên thiết mới mở cửa. Tới máy ATM kiểm tra tài khoản, lại được cấp thêm 500 vạn. đang ngoài đường, bị một thứ trong tay bác gái bán báo, thu hút. Diệp Soái bỏ một đồng ra mua là tiên sàn đấu giá thôi, một bức tranh đấu giá 1.700 vạn, một nhẫn hán bạch ngọc hơn 1.900 vạn, sáng lập kỷ lục đấu giá ở Trung Châu. Diệp Soái quay lại ngân hàng, đất đầu sáu mươi ra. Nhân viên thực địa chụp ảnh lại hết, cuối cùng thấy Diệp Soái tứ tòa nhà phủ màu thì thở vào có thể nhàn nhã một thời gian rồi, không ngồi trong xe gậm bánh mì uống nước khoáng, nhìn tên này hết ăn lại uống, làm người theo dõi chịu không nổi. Tới nơi này hai ngày rồi cho nên thuần thục lắm Diệp Soái đi bộ lên tầng 3 Hôm qua hình như mình bỏ lỡ trò hay Ngày đầu mình tiêu 500 vạn Ở nơi này chẳng là cái gì cả Người giàu bây giờ khiếp quá Bước ngoài tưởng tượng của chàng trai cách đó vài tháng Đi tìm việc mức lương 3 nghìn Đi vào cửa Thấy một người tới bắt chuyện với vợ chồng hoa thần giật Nghĩ tới một chuyện Đồ cổ cũng là thứ tượng trưng thân phận Nơi này đều là giai cấp có tiền Quen mặt nhau cả Bọn họ trao đổi danh thiếp hàn huyên vài câu phát triển quan hệ có lợi cho việc làm ăn đồ cổ là thứ tác dụng môi giới có điều diệp doãn còn chưa hiểu thứ này cũng lời học có thời gian không bằng đủ đám anh em đi nhậu còn hơn vì thế y lại chui vào góc giữ thái độ lặng lẽ nhất quán quan sát xung quanh hôm nay xếp ở món thứ mấy thẩm thử ngang hỏi mấy ngày nghỉ ngơi không tốt mắt đỏ hoe món thứ bảy nhân viên kỹ thuật đáp Người mua ở hiện trường đấu giá chỉ còn 78 Tất cả tư liệu đã được tra Mồi đã thả Chỉ đợi cá cắn cầu Mới đồng nghiệp ngoại tỉnh Khoanh tay nhìn chăm chăm màn hình Đợi giờ phút cuối cùng tới Chỉ cần nghi phạm xuất hiện Tiếp theo đó là truy lùng cả người lẫn tài khoản Ở loại vụ án lừa đảo này Quan trọng là tóm được nguồn tiền của hắn Đó là từ huyệt Có vấn đề Phương Huy Đình lên tiếng Vén tóc đủ chất chán Cũng mấy ngày không ngủ ngon Sắc mặt không tốt vừa lên tiếng bảy tám vị cấp trên nhìn sang vì phương Huy Đình tham gia vụ án lừa đảo thành ngân hàng nên đặt ở vị trí nhân viên phân tích hai ngày qua chủ yếu xem hồ sơ vụ án và tin tức tương quan thẩm tướng ngang hỏi vấn đề gì cái anh diệu thiên này tôi nghĩ người cuối cùng có được không phải diệp soái phương huy đình khẳng định thế sao nói nghe thử thẩm tướng ngang kích lệ lời này mang chút sắc thái tình cảm cá nhân mỗi lần nhìn phương quy định chuyên tâm xem hồ sơ đều khiến hắn rung động trà phiếu trà cao túi trà đều thuộc về một người ba thứ khác đều bị diệp Xoái mua mất phương quy định có chút không nỡ vẫn tiếp tục tôi hiểu diệp soái anh ấy căn bản không có nhiều tiền như thế tư liệu nói anh ấy là cổ đông phượng nghi hiên tôi nghĩ cái này lâm thời thêm vào cho anh ấy có cớ hợp lý tiêu tiền thôi đã mua 3 món rồi món thứ tư anh ấy không mua vì sao đã mua thì phải mua cả chứ thầm tưởng ngang ngạc nhiên. Bà món nàng trước lấy giá cao mua đi, nó thành thứ có giá đầu cơ rồi. Nếu anh ấy là người chúng ta muốn tìm, không chúng rong cầm ở mua nó, hoàn toàn có thể mua với giá thấp một cách kín đáo hơn. Nếu anh ấy không phải là người chúng ta cần tìm, thì anh ấy không cần mua anh Diệu Thiên, vì chắc chắn có người muốn mua. Dù anh ấy đa giá cũng vì một mục đích thôi. Phương Huy Đình nói rất chắc chắn. Lúc này mấy người khác cũng chú ý, lời quà Lý Lam hỏi. Mục đích là gì Làm giá Anh ấy là người làm ăn Tinh thông chuyện này Có thể suy nghĩ thế này Anh ấy và nhà cái phối hợp Dùng giá cao mua ba thứ kia Mục đích chỉ là để đẩy giá món thứ tư Như thế mọi chuyện đều thành hợp lý Anh ấy đã hai lần ra mức giá cao vượt ngưỡng rồi Nếu lần này cũng vậy sẽ không ai thấy bất ngờ Bữa nãy tôi đã nói Anh ấy là người làm ăn Ai làm ăn mà lại muốn lỗ vốn Tôi nghĩ anh ấy thông qua món thứ tư Bù lại tổn thất của ba món đầu Đề giá không phải hành vi phạm pháp Tôi nghĩ anh ấy không ngại làm chuyện này Phương Huy Đình đã cố gắng nghĩ chuyện Theo chiều hướng tốt nhất rồi Nói hài lắm Vấn đề là món cuối Thầm tưởng ngang thông thả nói Nhà cái chính là sở công an tỉnh Đang chờ có người mua môi nhử này Mới đồng nghiệp ngoại tỉnh cũng cười Sắp đấu giá rồi Không cần che dâu nữa Người duy nhất bất an là Phương Huy Đình Cô nhìn Diệp Soái vẫn ngu ngơ không biết gì Tim thắt lại đất sợ người giữa biển cạnh tranh anh rượu Thiên là y Hiện trường đấu giá Lúc này đã tiến hành từ món thứ tư ngày hôm nay Ngọc Như Ý Thời Minh bán 18 vạn Món thứ năm một cái sừng tê Người chủ trì nói rách mép không ai ra giá Dù giá khởi điểm chỉ 8 vạn Ở nơi này không sợ người ta không chịu bỏ tiền Chỉ sợ anh không có thứ đủ để người ta phải móc túi Diệp doanh nhấn bị mắt Nghĩ lại từ báo mua hôm nay Nghiền ngẫm, trầm tư từ hồ nghĩ xem chuyện đó liên quan gì tới việc mình đang làm Tìm không ra liên hệ Mơ hồ có chút hoài nghi Sắp kết thúc rồi Mình hình như đâu có làm gì Ném tiền hộ người ta Càng nghĩ càng thấy vô lý Tò mò, cực độ tò mò Tò mò áp đảo tất cả Luôn cho đằng lão cố ra tay Chắc chắn là vụ lừa đảo vô cùng đặc sắc Khiến người ta thán phục Mình cực kỳ cẩn thận đôi Đã thăm dò rồi Tới giờ nhìn không ra chút gì hết Diệp xoáy lờ mờ sinh ra cảm giác nguy hiểm Y muốn rút lui Hiện chưa có chuyện gì xảy ra... Bước cánh rút lui vẫn còn kịp... Món thứ sáu là... Vào rượu bằng đồng thời chiến quốc... Bán với giá 200 vạn... Sắp rồi... Phải ra quyết định sớm thôi... Món đấu giá thứ 98... Trong cuộc đấu giá lần này... Xin mọi người nhìn lên màn hình... Đây chính là anh Diệu Thiên... Thanh kinh của giữa lừa đảo trong truyền thuyết... Lần đầu tiên xuất hiện trên đời... Anh Diệu Thiên đã được nhiều nhà nghiên cứu xã hội học nhắc tới... Trong truyền thuyết đây là tác phẩm của Lưu Ba Ôn Sau được môn phái giang hồ tôn xưng bảo điển Đời đời được phái giang tướng truyền thừa Phái giang tướng tới sau thời giải phóng mới tiêu vong Anh Diệu Thiên liên lạc ngoài dân gian Mọi người xem trang bìa theo như kiểm nghiệm điện tử hiện đại Được xác nhận là do Tư Ami ăn diệt thành Trải qua mấy trăm năm vẫn vô cùng chắc chắn Đó chính là nguyên nhân nó được đồn là thụy hỏa bất dâm Ai đâu giá về có thể thử Nơi này còn có một bản kiểm nghiệm từ Viện Nghiên cứu sách cổ Trung Châu, chứng minh dùng mực Tùng Yên Huy Châu kiểm tra đồng bị phóng xạ, tuổi đời không dưới 500 năm. Được đôi, bây giờ là đấu giá, khởi điểm 120 bản, bắt đầu. Người chủ trì gõ búa tuyên bố. Diệp Doãn lập tức đảo mắt xung quanh, xem ai nhảy đa cạnh tranh, cung cấp manh mối cho y suy luận. 130 bản, trang ngắn này lưng rất rộng nhưng không quen. 145 vạn Diệp Doanh nhíu may Là hoa thuần giật Vẫn như ông ta là người theo chủ nghĩa duy vật Ghét hết tài những thứ không khoa học 160 vạn Người này là Vương Tu Nhận Hội trưởng Vương Đồng Lõa của Lão Già Ông ta không chỉ một lần đầy giá đôi Không cần quan tâm 180 vạn Một dòng nữ cách mình không xa Diệp Doanh đứng ngay dậy nhìn Số 88 Do góc độ nên y không thấy đó diện mạo Chủ trì đấu giá mừng đỡ Nhìn biển báo giá dơ lên liên tiếp Vừa mới hô 180 vạn Hắn chưa kịp nói xen vào Đã có người hô 185 vạn Hắn định mở miệng lại có người hô 200 vạn Chặn hỏng Là lão già số 27 Hội trưởng vương Hỏng đôi hỏng đôi Mặt dịp xoái đào tròn Lão già không phải dùng một người đẩy giá Mà là một ổ Lấy ba món thật làm môi nhử Sau đó ra sức đẩy ra món cuối bởi nghĩa là đây thực sự là hàng giả Không xong Chẳng lẽ Tăng Nhã có quan hệ với chuyện này Nếu không sao cô ấy lại hứng thú với trà cao Diệp xoay bộ chán Ngủ quá chuyện này phải nhận ra từ hôm qua Không kịp suy nghĩ nữa Giá 205 vạn để lão già hội trưởng vương xuống Ông chủ hoa lắm tiền nhiều của lúc này không khai khí nữa đổi Trực tiếp hô 250 vạn Trang án siêu đôi Vẫn còn số 88 đeo bám Hoa wow, Liên một lúc 50 vạn Đã 300 vạn rồi Hội trường đang sôi nổi Ai ngờ số 49 nhảy vào Thêm 5 vạn 305 vạn Làm người ta cụt hứng Ra lên tiếng mức này rồi 305 vạn cũng chẳng khác gì hô 300 vạn Thêm một xu Tạm thời hội trường lắng xuống Chủ trì đấu giá mà kể Hắn hưng vấn cứ như chiếc thuốc Mặt đỏ gay la hét khẳng cổ Ngày số 49 đã ra giá 305 vạn Có ai ra giá cao hơn không Tôi tiết lộ cho mọi người một điều Theo truyền thuyết Có được anh Dịu Thiên sẽ dương danh thiên nạ Chỉ đêm cuốn sách cổ bình thường đã đáng giá 305 vạn đồi Chờ nói nội dung bên trong Diệp soái tim đập thình thịch Không nhịn được đứng dậy Chủ trì đầu ra híp mắt Biết đây là thằng khùng nó trước Vâng số năm sáu đã đứng lên Hay xem anh ấy ra một cái giá khiến chúng ta bất ngờ ra sao Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Diệp soái Thế này thì vì thể diện người đấu giá chỉ có cách khu giá thật cao thôi Diệp soán thỏa mãn kỳ vọng của họ chỉ một lần dơ biển 500 vạn Cái gì? Không thể nào có kiểu nhảy ra đó à? Không hổ danh Tiếng gồn nào vang lên khắp nơi Ngạc nhiên, kinh hãi, khó hiểu, suy tư, đố kỵ, hâm mộ Diệp soán lúc này như ngôi sao vậy Nhưng y chẳng hề có chút đắc ý hay hương thụ nào nếu không ai tiếp chiều thì không sao Coi như lão già bỏ tiền ngu Mua đồ của mình Nhưng chỉ cần có người tiếp chiêu Thì thành chuyện lớn đôi Để sẽ thành vụ lừa đảo trị giá hàng trăm vạn Đừng ai ra ra nữa Đừng ai ra ra nữa Diệp rái lầm bầm trong lòng Qua màn hình giám sát thẩm thường ngang thất kinh Phương Nguyên Đình rơi bút Toàn bộ đều gần như chung suy nghĩ Đây chính là mục tiêu 500 vạn 500 vạn Quý ngài mười 56 thật bất phàm Lại lần nữa đã ra giết sạch Năm 500 vạn lần thứ nhất Chủ trì đấu giá mừng lệch mồm Hắn chắc chắn món đồ này thuộc về số 5-6 đôi Thứ này dự định cuốn sách này Chỉ bán 200 vạn là cùng thôi Vậy mà vọt lên thêm 300 vạn Giữ búa lên đỉnh gõ Đột nhiên giọng nữ nhẹ nhàng 505 vạn Chính là số 88 Chủ trì đấu giá ngỡ ngàng Hạnh phúc tới quên nói rồi Chỉ nghĩ tới tiền phần trăm mình được hưởng Sau cuộc đấu giá này 530 vạn Số 27 hội trường vương gần như theo sát gót 550 vạn Hoa thần giật bám theo 550 năm bạn Lại là số 49 tăng keo kiệt Tăng thêm đúng 5 vạn Vèo một cái Giá mà Diệp Xoái đưa ra bị bỏ ra Y không còn là tiêu điểm nữa Chết rồi chết rồi chết rồi mỗi Diệp Xoái lầm bầm Tim run đẩy theo Chụp mặt cái báo giáo không ngừng có cầu muốn kiếm được tiền phải điên Đúng là điên rồi 500 vạn không chấn áp nổi Như hai lần trước nữa Điên rồi, điên rồi Đám người này điên hết rồi Không đúng, không điên Số 88 và 49 Bất kỳ ai ra giá bao nhiêu Đều thêm 5 vạn Đất vững vàng Hội trưởng Vương và ông chủ Hoa Luân phiên ra giá Giống như tranh nhau Thế này giá đẩy lên bao nhiêu không đó nữa Còn mẹ nó Mắc bẫy rồi Diệp xoáy rút đầu lại Trước mắt một cái đã có quyết định thích hợp nhất lúc này Lùi lại góc tường nhấn lúc trên kia cạnh tranh tương bừng Bù một phát chạy đao lối thoát hiểm Sau đó là chạy như ma đuổi Chạy tới tận bên đường đối diện mới gặp người thở hồng học, Không phải do mệt Chủ yếu là tác động tâm lý Đúng là mắc bẫy Món đồ cuối cùng chắc chắn là giả Chỉ cần bán một món này thôi Là kiếm lại đủ lợi ích mấy chục vạn Ném ra làm mồi nhờ lúc trước Khúc dạo đầu mình chơi nghiêm túc như thế Chơi chói lọi như thế Người mua về vớ vài hàng giả sẽ nghĩ Ba món đồ trước đều bị một người mua Món thứ tư này làm ăn của anh ngốc Họ nghi mình ngay Không đúng không đúng Kiếm nhiều người đẩy giá như vậy Không tới mức vì lừa một người chứ Diệp xoái rút ngay tờ báo ra Hôm qua giá kéo lên một cách bất thường Khổ nỗi y chẳng hiểu gì về đồ cổ Không biết hàng có đáng với giá không Đốt cuộc vụ lừa đảo này lớn cỡ nào đây Diệp Soái nhìn không thấu nếu không phải chỉ một món đồ mà tuyên thể nhét mười mấy món đồ già vào thì con số khủng khiếp đến đâu mẹ nó không xong rồi mình phải trốn đi thôi chuyện này không cách nào kết thúc tốt đẹp được nữa lòng diệp xoáy như lửa đốt đi về phía xe nhưng kịp thời phanh lại tay ôm ngực lên cơn đau tim hai cảnh sát giao thông đi quanh cái audi của y đang nhìn lên nhìn xuống nam cảnh sát đã đút điện thoại ra nữ cảnh sát phát hiện diệp xoáy đứng ngay đó chỉ chức audi Xe của anh à Tôi mong thế của anh chứ Cô xem cách ăn mặc này của tôi đi được xe đắt tiền thế không Diệp doanh nuốt lệ vào tim nói đùa một câu Để ngang qua bãi đỗ xe Vừa vào góc khuất là cắm đầu cắm cổ Chạy vào ngõ gần đó nhất Báo cáo số 7 báo cáo Có cảnh sát giao thông xuất hiện Mục tiêu bị kinh động rồi Từ bỏ mục tiêu Sắp có mục tiêu mới xuất hiện Anh sẽ được chuyển tới chỗ các anh Ở nguyên đợi lệnh thẩm thứ ngang nhìn thấy diệp soái rời đi nhưng anh không bận tâm đây chính là con tép nhỏ mà thôi bắt lúc nào cũng được không cần phải vội nữa sự kiện ở hiện trường đấu giá đã thu hút hết sự chú ý của thẩm thứ ngang giá của anh diệu thiên đã lên tới 825 vạn rồi người mua là số 49 mươi từ hôm nay mới xuất hiện tên đăng ký là mã tiểu binh tra thông tin thì số chứng minh thư không khớp tin tức này làm tổ chuyên án phân khích không cần nói kẻ lừa đảo cuối cùng ra sân khấu 825 vạn lần thứ ba Chúc mừng người mua số 49 Trên màn hình người chủ trì gõ búa Tiếng bô tay vang rồi Thầm tướng ngang tắt luôn tiếng đi Chỉ nhằm vào mục tiêu Quả nhiên người kia chỉ ở lại một lúc Lên đời đi ngay Thủ thực địa bám theo Còn có vụ lừa đảo lớn hơn Phòng hội nghị đang bận rộn đột. đột nhiên có tiếng nói lơ cắt ngang Là Phương Huy Đình Cô còn vỗ bàn Tôi chứng thẩm tôi xem toàn bộ tư liệu đấu giá rồi Hoài nghi trong đó có vấn đề Tôi đã đánh dấu mười mấy vật phẩm đấu giá Có vấn đề gì à Thẩm tướng ngang nhận lấy liếc qua Anh xem đi Cái ấn tướng quân này trong vòng 4 năm Có 3 lần xem đấu giá Còn cuốn dục nữ đồ này Năm ngoái hai lần sang tay Hộp chân châu 3 năm 4 lần đấu giá Giá lần sau cao hơn lần trước Không lần nào đấu giá hỏng Thế thì sao Có người giờ trò ngay dưới bệnh mắt chúng ta nếu tất cả vật phẩm này đều là cố tình nâng giá Vậy thì kim ngạch vụ lừa đảo này cực lớn Nếu là đồ thật Cố ý nâng giá còn nói được Nếu là đồ giả Đây sẽ là vụ lừa đảo chưa từng có Cái này Thẩm tử ngang không ngờ Ngay ở đây cũng có trình rào kim nhảy ra Nhưng lòng án chỉ nghĩ tới Chi lồng người mua trả lại tài liệu Tiểu phương Chúng ta chủ yếu truy tìm nghi phạm những vụ lừa đảo cũ Chuyện này tạm thời gác qua một bên đi người này nhất định là cùng một bọn với đoan bộc duy bình không nên phân tâm vào chuyện không liên quan phương nguy đình có chút xấu hổ nhận lại tài liệu bị mấy đồng nghiệp cao mày nhìn cô cảm giác mình đúng là vô dụng chẳng giúp được gì gật đầu lặng lẽ về chỗ đầm 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 tiếng đập cửa liên hồi vừa to vừa gấp mỗi hồi lâu trình quài mới đã mở cửa diệp soái vừa đi vào đã nói hỏng đôi hỏng đôi tao sắp gặp họa đôi Hôm nay xui xẻo tận mạng rồi Không những bị người ta lừa Ngay cả xe cũng bị trao rồi Có chuyện gì Trình quài đóng cửa lại Nơi này là khu ổ chuột Phía sau chợ sách đường Trung Nguyên Nối liền khu nhà dân Là nơi đặt phòng công tác in lậu của trình quài Hệ số an toàn rất cao Nghe dịp Xoái kể văn tắt chuyện đâu giá, Trình quài không coi vào đâu Chuyện này mày vẫn hay làm mà Sao lại cuống lên Mày biết giá bị đẩy lên bao nhiêu được không Hơn 500 vạn. Còn chưa biết sẽ tăng tới mức nào nữa Chẳng may là già Đám người kia kiếm luôn mấy trăm vạn Có câu thế nào nhỉ Không tân thủ luật pháp Sức buồn cũng lật thuyền Không sao mà chỉ làm người nâng giá thôi mà Chuyện này không phạm pháp Mày hiểu cái đắm Tao làm việc luôn để lại đường lui Lần này bị chính đường lui hại rồi Mày đã làm gì Mặc dù tao biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng tao biết thế nào cũng có Khi tiền đấu giá gửi tới Tao cẩn thận cha Quả nhiên là người qua mạng Tao đoán chừng bọn chúng chuẩn bị khi đâu giáp chuyển tiền đi Bất kể tao đâu giáp được hay không Tới khi đó sẽ không để cho tao một xu nào Cho nên tao vào ngân hàng Dùng chứng minh thư thay đổi mật mã đăng nhập Cho nên giờ toàn bộ tiền đều ở trong tay tao Đây là nguyên nhân diệp xoáy hoảng sợ Còn mẹ mày Lừa đảo biết không lừa đảo cái gì Tao thấy mày mới là thằng lừa đảo Thế lo gì tiền ở trong tay mày cơ mà Thế mày biết tao nuốt bao nhiêu không Bao nhiêu 500 vạn Cái gì mày vừa nói bao nhiêu Trình quảnh ngoé lỗ tai hỏi lại 500 vạn Mày nói tao có nên trả về không Nếu trả về tao ngang mới làm miễn phí rồi Nếu không trả về tao thành đồng lõa Ê trình quảnh mày làm sao thế Diệp xoái đang lòng như lửa đốt Thì thấy trình quảnh ôm cổ họng ú ớ Mặt lồi ra ngoài Bố chạy tới vỗ lưng cho hắn Phụt một cái phun đống thứ vàng vàng trắng trắng ra ngoài Bị số tiền 500 vạn làm sợ chiết kiếp rồi Ở cùng thời gian đó Thịnh Tiểu San đã vào phòng bao giường mềm trên tàu Đăng nhập ngân hàng trực tuyến Liên tục 3 lần nhập mật khẩu thất bại Lập tức hiểu ra có chuyện đôi Cô vội cầm điện thoại bấm số Có chút vấn đề nhỏ Tiền đấu giá không chuyển ra được Hàn Diệp xoáy cảnh giác nên đã tay trước Cùng lúc đó Cô Thanh Trì vô chán hồ thật sách Nhắm mắt lại nói Xem ra tiền mọi người lấy được sẽ giảm đi rồi Có điều không ảnh hưởng tới đại cục Lần này tiền có được đủ mọi người tiêu diêu cả đời rồi Truyền thống của phái giang tướng là Khi tông chủ quy ẩn Phải phát tán hết gia tài Không được dính liễu tới thị phi giang hồ Từ hôm nay trở đi Các cậu hãy coi ta đã tán thân ở Bắc Mang Sau này không còn giang tương nữa Đi cả đi Đi được bao xa cứ đi bên nhiều xa Đừng quay đầu nhìn lại nữa Phùng Xuân Hùng khấu trọng ngũ ẩm hữu đồng loạt đứng dậy cung kính khấu đầu ba cái với người vừa là thầy vừa là cha lặng lẽ rời đi nơi này chính là tiểu khu phượng hoàng đài ba người xuống xe về mặt tư nghiêm trang buồn bã dần trở thành bừng đỡ điên cuồng vì bọn nọ vừa có được số tiền cực lớn cả đời không dám nghĩ tới anh ấy lên xe phóng đi mất đúng là không quay đầu lại dù chỉ một lần bên cửa sổ chỉ còn lại bóng hình già nuôi cô đơn tiệc đã tàn người đã đi mọi ân oán cũng từ lúc kết thúc rồi đường nhà máy bông, đường Lũng Hải, đường Tân Lĩnh, đường Tây Hoàn. Những chấm sáng hiện lên trên bản đồ 3D. Mỗi chạm giao thông được gửi tới một khuôn mặt, tuy chất lượng không cao nhưng đường nét trên mặt rõ ràng. Bởi kỹ thuật trinh sát hiện đại bây giờ, màu kim trong đáy biển cũng không bài là không thể. Đừng nói ở trong nước, trốn ra nước ngoài cũng chưa chắc không tìm được. Không khí trong phòng hội nghị có chút khẩn trương. Thẩm Thượng Ngang dẫn đội chỉ huy theo dấu vết tài khoản Nhân viên kỹ thuật đã phục dựng được hình ảnh điều phối giao thông Chiếc xe thương vụ màu bạc như một bong ma Liên tục lượn lách trong thành phố một tiếng đồng hồ Tới khi lần nữa xuất hiện ở gần đường nhà máy bông Có người hiểu ra Đi lòng vòng một hồi Mục đích là đường nhà máy bông Một người khác chậm hơn Vỗ lên bản đồ thành phố Nơi hắn chọn là chỗ đông người phức tạp Cho cũ đổi Ừ đúng là chỗ này Khu thương mại, trung tâm mua sắm còn lại khu giải trí Hắn là hắn rồi Chúng tôi khi bao vây hắn ở hồi hột Hắn lẫn trong mục dân tới thị tập để trốn Hắn cẩn thận như thế Liệu có phải đà đã phát hiện ra theo dõi được không Vị khác không chắc cho lắm Là ý thức chống trinh sát của hắn thôi Cho dù không có ai bám theo Bọn chúng cũng rất cẩn thận Mà có lẽ không phải đề phòng chúng ta Mà là đề phòng đồng môn Theo quy củ giang hồ mà nói Hành vi năm xưa của hắn chính là phản đồ sư môn kết cục của kẻ phản bộ chỉ có một thôi thẩm tử ngang trầm ngâm nghe những người khác phân tích lúc này xe đã dừng lại ở thế giới giải trí duy đặc xe vừa dừng lại một cái hình ảnh chuyên bê. nghi phạm bề ngoài có vẻ hung dãn. hung hạn đó quả nhiên là đi vào trung tâm giải trí tức thì một loạt mệnh lệnh đưa ra tấm lưới rằng khắp nơi từ từ thiết chặt thế giới giải trí duy đặc là nơi giải trí của quần chúng có điểm vui chơi của trẻ em Nghe khúc hát truyền thống của Trung Châu Còn có mặt trượt Còn có tập yoga Võ thái cực Từng một thời thịnh hành Giờ không còn đất phát triển nữa Những năm gần đây bị thu hút thêm khách Còn đưa vào nhiều trò chơi Giống công viên giải trí Disney Nghi phạm đi qua cổng Nhìn trái phải Tiếng nam nữ la hét trên tàu lượn cao tốc Cách đó không xa có sân trượt patin Không ít thiếu nam thiếu nữ trẻ Dù dắt nhau luyện tập Tòa nhà chính khu giải trí cách bãi đỗ xe 1 km ở chỗ này nơi quá nhiều người Tìm người hơi khó Đi thật nhanh tới tòa nhà chính Vào thang máy Theo thói quen ngước mắt lên Né tránh phương ứng camera Tới tầng 6 Tiếng mặt trượt đau đau Hắn tới một phòng trong số đó gõ cửa Đi vào khép lại Đưa đồ cho người duy nhất trong phòng Ông chủ phải bỏ ra 825 vạn mới mua được Giá gốc có 120 vạn Có hai người đương địa cứ đẩy ra mãi Biết rồi nếu mua được gia gốc mới là lạ Người trả lời là đoan mộc dưới bình Tự hồ cũng người đang mùi âm mưu Có điều hắn không coi ra gì Chính bởi vì có âm mưu mới khơi lên hứng thú của hắn Dưới ánh mặt trời nóng rát của chiều thu Đoan mộc dưới bình cẩn thận mở hộp Lấy ánh rượu thiên đa đặt trên bàn Cuốn sách mang một vẻ cổ điển trang trọng Làm hắn thoáng rung động Như nhớ tới xuất thân của mình Về sĩ chưa bao giờ thấy ông chủ thành kính như thế cuốn sách chi chít chữ nhỏ như con kiến cầm trong tay trang trọng vô cùng vị sĩ không dám quyết rầy lặng lẽ đứng đợi ở bên từ quảng châu tới hồng kông đôi từ hồng kông tới singapore hắn luôn đi theo ông chủ luôn kính sợ ông chủ nhiều năm như thế không biết giá sản của ông chủ nhiều như thế nào càng không biết ông chủ nghĩ cái gì lần này mơ hồ đoán được một chút nhưng vẫn cảm nghề nghiệp nói với hắn nói ít tôi là thái độ tốt nhất dạ đoàn mộc dưới bình bình tĩnh nói Mặc bẫy rồi Dạ Ông chủ Chuyện này tôi Vệ sĩ bằng hoàng cuống lên muốn giải thích Không liên quan tới cậu Tôi cũng mặc bẫy Vì tôi chưa từng thấy anh Diệu Thiên Thêm màu nhiều người tranh giành như thế Nói không chừng tôi cũng hồ đồ mặc bẫy rồi Đánh bục dưới bình an ủi Người kia Có được thứ này không dễ dàng Chẳng những trải qua cuộc đấu giá cân não Còn lái xe né tránh khắp nơi Hắn không thể bình thản được nhưng có dây giám định chứng minh là còn có đồng vị phóng xạ dạ gì gì đó kiểm tra Xác nhận là sách cổ thể minh Hà 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 Sư phụ tôi năm xưa vốn là cao thủ làm giả Kiếm một ít mực cũ là qua mặt được thôi Chứng minh càng đơn giản Ông ấy biết làm ấn giám Tôi vốn không phân biệt được thật giả Nhưng là khoản của tông chủ đời hai Không thể nào là binh hùng trọng hữu Vì đó chính là tên của anh em chúng tôi Có người cố ý để lại sơ hở này cho tôi xem đoàn mộc dưới bình không hề tức giận sau đó làm động tác kỳ quái đưa tay lên trời soi kỹ không phát hiện ra điều gì nghĩ một lúc hất nước khoáng lên vẫn không thấy nước chảy theo trang giấy quả nhiên là thủy hòa bất xâm nút luôn giao ra đặt trang bìa đặc biệt này mặc dù ông chủ không hề trách móc Bị mua vài hàng giả bởi vì vẫn thấy vô cùng ai náy hắn cho rằng mình đã tạo thành tổn thân lớn cho ông chủ nhắc nhở ông chủ ông chủ Đừng hủy nếu là giả Chúng ta có thể đi tìm hãng đấu giá Nếu ông chủ hủy rồi không phải vứt tiền đi sao Tôi không bận tâm thứ tiền Có điều thứ này Bất kể là lão già hay đám anh em tôi Thì chắc chắn là muốn nói với tôi điều gì đó Không tiếng mức chỉ lừa tôi Nó không chừng muốn kết thúc ân oán này Rẹt một cái Đoàn mộc dưới bình dừng tay Không ngờ lộ ra một thứ giống đồng du. Hắn không chậm một giây Đi nhanh ra bên cửa sổ Hạ đem xuống nhìn qua khe dòng người qua lại đông đúc nơi này bắt và trốn đều bất lợi vì không biết trong đám đông kia ai là thợ săn ai là con mồi đương nhiên nếu có thiết bị theo dõi này thì khác đoàn mục dư bình nhìn kỹ xác nhận chỉ là thiết bị phát tín hiệu không phải nghe trộm nhét cho vệ sĩ nơi này không dễ bắt người bọn chúng nhắm vào tôi không liên quan tới anh cầm thứ này thoải mái lên xe mà đi rời khỏi thành phố bốn phía đông tây nam bắc tùy chọn bất kể đa sao đừng liên hệ với tôi nữa đến quảng châu tìm lão mễ Hắn sẽ ăn bài cho anh xuất cảnh. Đã nước ngoài rồi mới liên lạc với tôi. Đi đi. Nhanh. Vệ sĩ gần như tin tưởng lời ông chủ vô điều kiện. Theo đường cũ quay về. Ra rồi. Một mình. Đến đất cấp. Tổ trưởng thầm. Có ra tay không? Trên xe giám sát. Hình anh quốc xem giờ. Chỉ chưa tới 10 phút. Trong bộ chỉ huy. Thầm thường ngang không dám khẳng định gì. Bởi vì phía sau tranh cãi mấy lần. Liệu đối phương tựa đề gặp mục tiêu hay chỉ là bong khói che mắt người khác để cắt đuôi họ không cách nào phán đoán kết nối với camera giám sát của khu giải trí không thấy nghi phạm diện công tác quá lớn không đủ thời gian thầm tường ngang không muốn kinh động manh mối duy nhất bắt người nơi này đã có huống ngộ chưa biết có hay không đừng kinh động bám theo thiết bị theo dõi vẫn trên người đối phương chứng tỏ là chưa bị động vào khả năng cao đối phương chỉ tới đây tìm người giám định thật giả sau đó đi gặp cấp trên Thẩm Tường Ngang còn ra lệnh một tổ tứ tầng mà đối phương đợi đi. Xe đi, bám theo một đội từ trên xe xuống, tàn ra đi về phía tòa nhà chính. Tất cả lọt vào mắt Đoan Mộc dưới Bình đang quan sát. Dù tim đập tăng tốc, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Đợi mấy người kia đi vào, hắn mới xuống. Trên người không biết từ lúc nào đã mặc thêm đồng phục nhân viên khu giải trí. Hắn xuống tầng 6, đứng dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài, làm đã vẻ lời biếng. Chẳng ai để ý tới một nam nhân mặc đồng phục quen, Bội vã chạy về phía căn phòng được định vị trước đó Xuống tới tầng 4, tầng 3 Đoàn mộc dư bình đi rất chậm Trong vội vang Hắn gặp quá nhiều chuyện này rồi Tự hồ còn hưởng thụ cảm giác tiêm bập mạnh đó Mỗi lần trốn thoát là một lần khảo nghiệm Với sự chân tính của bản thân Tầng 2 Đoàn mộc dư bình rời đi lối thoát điểm xuống tầng 1 Đại sảnh Khóe mắt quét một vòng Có vẻ không ai đang cảnh giới Mỗi hành động nhỏ nhất của người xung quanh đều lọt vào mắt hắn như máy quét. Hai nữ thu ngân đang tan gấu, một đám thiếu nam thiếu nữ nói cười thiếu ý tứ, hai nam một nữ vừa đi vào cửa. Nếu có cảnh sát thường phục thì lúc này đang quan sát xung quanh. Đoàn Mộc Sư Bình quá quen thuộc ánh mắt những người đó, xác nhận không ai theo dõi, hắn đang ngoài hòa vào đám đông rời khỏi khu giải trí, tiếp tục đi bộ mấy trăm mét từ khu dân cư dài tòa ráng rở ngõ ngách trang chịt người thư thớt góc khuất nhiều alo phượng phi khả năng có kẻ bám theo chúng ta rồi em đã lộ diện ở chỗ đấu giá mau chóng đổi chỗ đi không không đứng đi vội càng vội đi càng dễ bị bám theo gặp với chỗ em thuê hai tháng trước mang hết đồ em thu tập hai tháng quả tới anh đợi đoàn mục dư bình cúp điện thoại bóng dáng biến mất trong ngõ các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.